Địa ốc Cali cùng Tim Hồ thân chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, hôm nay Tim Hồ hân hạnh giới thiệu với các bạn một căn nhà mà Tim Hồ thấy rất là tâm đắc. Thưa tất cả các bạn, căn nhà này Tim Hồ thấy rất là đặc biệt. Nó giống như là nó đã ngủ quên để chờ khách của Tim Hồ tới mua vậy đó. Thưa tất cả các bạn, điểm đặc biệt của căn nhà này là căn nhà tọa lạc tại thành phố Huntington Beach, khu vực có học khu tuyệt vời. Căn nhà rất là gần biển. Thưa tất cả các bạn, theo đường chim bay thì nó chỉ cách đường biển, nó cách mép biển chỉ có 1,5 dặm thôi. Thưa tất cả các bạn, nó cũng không quá xa trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ, cách trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ 6,2 dặm. Thưa tất cả các bạn, căn nhà có một điểm rất là đặc biệt là căn nhà đất lót rất là lớn. Thưa các bạn, 7.250 square feet. Khu vực joining của căn nhà này là multi unit. Thưa tất cả các bạn, điểm đặc biệt thứ hai của căn nhà là cái driveway dẫn chúng ta vào tận sân sau, nơi có cái detached garage, và căn nhà có hai mặt đường. Thưa tất cả các bạn, như vậy cái tiềm năng của miếng đất này là có hai mặt đường, và chúng ta xây ADU và sau đó chúng ta split ra thành hai căn nhà hoàn toàn biệt lập. Thưa tất cả các bạn, các bạn thử hình dung hai căn nhà này nếu mà chúng ta bán riêng lẻ thì sẽ có giá trị như thế nào đối với thành phố Huntington Beach. Cái điểm đặc biệt của căn nhà nữa là cái giá của căn nhà này. Thưa tất cả các bạn, giá căn nhà này theo asking price hiện giờ chỉ có 1,2 triệu thôi. Thì Tim Hồ thấy cũng rất là bất ngờ, tại vì căn nhà này đã nằm trên thị trường 160 mấy ngày rồi. Thưa tất cả các bạn, hơn 5 tháng rồi. Trời ơi, tiềm năng như vậy mà tại sao nằm lâu như vậy, giống như nó nằm chờ Tim Hồ vậy đó. Thưa tất cả các bạn, thành ra Tim Hồ phát hiện ra căn nhà này nó quá là hấp dẫn, thành ra Tim Hồ không thể chần chừ để chia sẻ với các bạn. Dù hôm nay là một ngày cũng ẩm ướt đó, các bạn thấy trời cũng nhiều mây, nhưng mà Tim Hồ cũng tranh thủ quay để chia sẻ với các bạn. Căn nhà thì nó gồm có 4 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, gồm có diện tích là living là 1.296 square feet. Thưa tất cả các bạn, được xây dựng năm 1962 và vị chủ nhà ở đây người gốc Mỹ. Thưa tất cả các bạn, họ đã sinh sống từ năm 1988, 34 năm rồi các bạn ha, khá là lâu. Tim Hồ thấy khu vực này thì nó cũng không được xuất sắc như tới những khu vực khác, bởi vì Tim Hồ thấy nó chung quanh người Mỹ nhiều, và khu vực multi unit thì họ khai thác, họ làm Airbnb hoặc là cho thuê ngắn hạn. Thành ra nó không được sang trọng yên tĩnh như những căn nhà khác ở thành phố Huntington Beach, nhưng mà bù lại cái tiềm năng của nó rất là hấp dẫn, đủ để lôi cuốn Tim Hồ có thể chiếu liền cho các bạn, show liền cho các bạn căn nhà ngày hôm nay. Bởi vì Tim Hồ nghĩ tin chắc rằng trong thời gian rất là ngắn thôi, nó sẽ không còn trên thị trường nữa đâu. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời tất cả các bạn vào đi một vòng xung quanh căn nhà để xem cái location, cái neighborhood của nó, và sau đó vào bên trong để Tim Hồ show chi tiết bên trong cho các bạn xem các bạn nhé. Rồi, Tim Hồ thân mời tất cả các bạn bắt đầu quan sát xung quanh và vào bên trong tham quan căn nhà cùng Tim Hồ nào. Đây là căn nhà mà Tim Hồ giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, và hàng xóm của nó thì cũng, căn nhà này thì Tim Hồ thấy rất là hấp dẫn, bởi vì nó không có phải nằm ở corner lot, như vậy nó không có bị ồn như căn nhà kế bên hàng xóm. Và đây là khu vực hàng xóm đối diện. Khu vực này Tim Hồ thấy được quy hoạch là multi unit, thành ra họ đã khai thác thành xây dựng nên những cái fourplex, triplex, những cái những công trình có nhiều người sử dụng. Thưa tất cả các bạn, rất là phù hợp cho chúng ta mục đích đầu tư. Đây Tim Hồ thấy bên tay trái của căn nhà, nhà hàng xóm. Thưa tất cả các bạn, khu vực được quy hoạch thập niên 1950-1960, nhưng mà hiện nay Tim Hồ thấy khu vực này đã được hoán đổi, sửa chữa thành những công trình có nhiều chủ sử dụng, multi unit. Thưa tất cả các bạn, rất là tiềm năng, rất là hấp dẫn.
cho một cái location Huntington Beach có hộp khu xuất sắc thưa tất cả các bạn. Đây là căn nhà hàng xóm bên tay phải. Khu vực này Tim Hồ thấy Mỹ Trắng, người Mỹ Trắng ở rất nhiều thưa tất cả các bạn. Và căn nhà của chúng ta nó cách đến hai căn nhà mới tới mặt tiền lần thưa tất cả các bạn. Thành ra các bạn không có lo gì về cái tiếng ồn bởi cái đường Yorktown ở phía trước. Đây là cái đường của chúng ta là đường England. Đây là cái driveway dẫn chúng ta vào phần sân sau và cái detached garage thưa tất cả các bạn. Như vậy chúng ta tha hồ có chỗ để đậu xe. Và đây là một cái tiềm năng rất là lớn để chúng ta xây dựng cái đề ADU phía sau và tạo lập một cái lối đi hoàn toàn riêng biệt thưa tất cả các bạn. Ở Tim Hồ còn chưa kể, căn nhà này còn có một cái mặt tiền phía sau nữa thưa tất cả các bạn. Tha hồ có những lối đi hoàn toàn biệt lập cho cái ADU của chúng ta. Đây là nhà xe và sân sau thưa tất cả các bạn. Hồ thân mời tất cả các bạn vào bên trong tham quan căn nhà hấp dẫn này cùng Tim Hồ các bạn nhé. Đây, vừa bước vào bên trong căn nhà của Tim Hồ là một cái phòng khách thưa tất cả các bạn. Kích thước phòng khách này Tim Hồ thấy cũng lớn đó. Thì theo Tim Hồ được biết thì nếu mà chúng ta đập cái vách tường này ra, có thể chúng ta sẽ có một cái open concept thưa các bạn, kết nối giữa phòng khách này, nhà ăn và nhà bếp. Đây là phòng khách. Tim Hồ thân mời các bạn nhìn ở góc nhìn ngược lại. Ở dưới sàn thì người ta lót thảm thôi các bạn. Căn nhà này thì vị chủ nhà đã ở từ năm 1988 rồi thưa tất cả các bạn. Tim Hồ thấy không gian phòng khách ngập tràn ánh sáng từ cửa sổ bên hông bên tay trái và hông sân phía sau thưa tất cả các bạn. Trần nhà này Tim Hồ thấy vẫn còn popcorn nha các bạn, chứng tỏ lâu lắm rồi chủ nhà này họ không có sửa chữa thay đổi cái trần này. Và tiếp theo Tim Hồ thân mời các bạn tham quan khu vực nhà ăn với nhà bếp. Dưới sàn nhà bếp thì Tim Hồ thấy họ lót gạch ceramic thưa các bạn. Bếp này thì cũng chừng mực thôi. Và vị trí bếp thông với lại cửa sau ra sân sau thưa tất cả các bạn. Đây, nhà bếp Tim Hồ thấy tủ này kia thì cũng cũ rồi. Nhà này chủ mễ nha các bạn, mà mễ mà họ sống ở đây cũng lâu đời rồi chứ không phải là mễ mới. Chúng ta mua về có thể sửa chữa, sơn lại, sửa chữa bếp, nhà vệ sinh thôi thì chúng ta sẽ có một nhà mới thưa tất cả các bạn. Tiếp theo Tim Hồ thân mời tất cả các bạn vào tham quan 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh full bath nha các bạn. Đây là cái hành lang dẫn đến chúng ta đến 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Tim Hồ thân mời các bạn vào tham quan phòng vệ sinh đầu tiên. Trước vừa bước vào hành lang thì bên tay phải của Tim Hồ là khu vực washer dryer và sau đó là cái phòng vệ sinh thứ nhất thưa tất cả các bạn. Phòng vệ sinh này thì ánh sáng từ hông bên tay phải cũng lấy ánh sáng và gió từ hông bên tay phải thưa các bạn. Phòng vệ sinh này thì cũng chừng mực thôi, không quá rộng nhưng mà cũng không đến nỗi chật thưa các bạn. Đây, Tim Hồ thân mời các bạn xem lại cái phòng vệ sinh ở góc nhìn ngược lại. Mọi cái thiết bị sinh hoạt trong nhà vệ sinh này vẫn được đang duy trì tốt thưa tất cả các bạn. Và bây giờ tiếp tục theo cái lối hành lang này, Tim Hồ thân mời các bạn tham quan căn phòng đầu tiên nha. Căn phòng này nằm bên tay trái của hành lang thưa tất cả các bạn. Dưới sàn thì người ta lát gỗ
Gỗ này là laminate thưa tất cả các bạn. Phòng này thì Tim Hồ thấy cũng một cạnh á, cạnh này á là 1, 2, 3, cạnh này khoảng chừng 12 feet thưa tất cả các bạn, còn cạnh ngắn còn lại khoảng chừng 11 feet. Và tại vị trí này Tim Hồ thấy có một cánh cửa thông ra phòng khách, vì căn nhà đang được chủ nhà sử dụng, thành ra đồ đạc còn để bừa bộn, họ không có mong mái gì hết tất cả các bạn, để nguyên hiện trạng để chúng ta quan sát và kiểm tra. Tim Hồ rất là thích kiểu như vậy, chứ Tim Hồ không thích kiểu mong má dạng Mickey Mouse, bởi vì đồ đó không tốt và sau này chúng ta mua về chúng ta cũng phải tốn thêm tiền để làm lại cái khác cho phù hợp. Tiếp theo Tim Hồ thân mời tất cả các bạn tham quan căn phòng thứ hai ha. Đây, căn phòng này nằm bên tay phải của hành lang. Căn phòng này cũng ngập tràn ánh sáng từ hông bên tay phải vào bên trong căn nhà. Về kích thước thì một cạnh của nó là 12 feet và một cạnh này là 11 feet thưa tất cả các bạn. Dưới sàn cũng lát laminate tương tự như phòng ngủ đầu tiên. Đây, cánh cửa vào căn phòng thứ hai thưa tất cả các bạn. Và đây là cái closet. Chủ nhà họ cũng để tạm vậy thôi chứ không có làm cửa. Thì cũng giống như toàn bộ căn nhà, trần popcorn. Chúng ta mua về thì chúng ta có thể sơn lại nhà và bỏ đi thay cái lớp popcorn đó. Tim Hồ thấy dàn cửa vẫn còn rất là tốt và mới nha các bạn. Có lẽ như cái cửa French window này nè, là thế hệ mới, sau này họ mới sửa đó. Rồi bây giờ tiếp theo Tim Hồ theo cái hành lang đó, Tim Hồ thân mời tất cả các bạn tham quan cái phòng vệ sinh thứ hai và cái phòng ngủ sau cùng các bạn nhé. Đây là phòng vệ sinh thứ hai. Cũng phòng này rộng hơn cái phòng trước, cũng còn đang được sử dụng rất là tốt thưa tất cả các bạn. Tim Hồ xin lỗi các bạn vì chủ nhà có nuôi một con chó nhỏ, nó hơi ồn, thành ra có thể ảnh hưởng đến cái âm thanh thuyết minh của Tim Hồ. Mong các bạn thông cảm. Đây là khu vực tắm đứng của phòng bathroom thứ hai thưa tất cả các bạn. Và Tim Hồ thấy mọi cái hoạt động sinh hoạt, vận hành, hệ thống, kỹ thuật trong nhà vệ sinh này vẫn còn được sử dụng tốt thưa tất cả các bạn. Tiếp theo Tim Hồ thân mời các bạn tham quan căn phòng thứ ba. Căn phòng này có chú chó trong đó, thành ra nó hơi ồn. Tim Hồ và nói trước để mong các bạn thông cảm. Căn phòng này thì không có lát cái sàn laminate giống như phòng trước, nhưng mà nó lại lắp thảm thưa tất cả các bạn. Đây, căn phòng này thì nó cũng kích thước cũng gồm 11 feet và 12 feet thưa tất cả các bạn, giống như hai căn phòng đầu tiên. Thì ánh sáng của nó ngập tràn bên trong căn phòng từ cái mặt tiền đường và phần hông bên tay trái thưa tất cả các bạn. Đây, Tim Hồ thân mời tất cả các bạn nhìn lại căn phòng thứ ba ở vị trí ngược lại. Đây là cửa vào. Thưa tất cả các bạn, tại vì căn phòng thứ tư hiện nay có cháu của bà chủ nhà, nó đi làm trễ về ngủ và không có, chúng ta cũng không vào trong xem được. Đây, cánh cửa vào căn phòng thứ tư, nó nằm bên tay phải của cái hành lang. Thì Tim Hồ sẽ minh họa cho các bạn bằng cái bản vẽ mặt bằng, mong các bạn thông cảm. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời tất cả các bạn tham quan phần sân phía sau của căn nhà nha. Là những điểm hấp dẫn của căn nhà mà Tim Hồ muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Rồi từ vị trí phòng bếp qua cánh cửa phía sau nhà, Tim Hồ thân mời tất cả các bạn tham quan phần sân sau của căn nhà. Đây là cái điểm hấp dẫn nhất mà Tim Hồ muốn chia sẻ với các bạn. Phần sân thật là rộng rãi và vuông vắn thưa tất cả các bạn. Đây là cái detached garage. Trước mặt Tim Hồ là cánh cửa dẫn chúng ta đi vào cái mặt đường thứ hai. Theo Tim Hồ đây là một cái điểm giá trị của căn nhà này. Cái khu vực này hiện nay đối với cái đường thứ hai này Tim Hồ thấy đang bị ngập nước ha. Mấy bên này bị trời mưa mà ngập nước chút xíu như thế này thôi. Đó thưa các bạn, phía sau này đó là người ta đã làm
những căn fourplex rồi thưa tất cả các bạn. Đó. À, con đường này Tim Hồ nghĩ City cũng sẽ sửa chữa thôi, sớm sửa chữa thôi. Thì đây là cái dãy nhà vệ sinh của cái khu đập fourplex ở phía sau nhà thưa tất cả các bạn, và đây là con đường hướng ra đường chính. Và cái tường rào của chúng ta là tường xây gạch bê tông thưa tất cả các bạn. Đây chúng ta nhìn lại căn nhà từ vị trí cửa sau. Căn nhà có diện tích là 1.296 square feet, gồm có 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh thưa tất cả các bạn. Đây là phần sân bên tay phải, phần hông bên tay phải, và đây là cái driveway dẫn chúng ta vào tận sân sau. Đây, vì chủ nhà họ có nuôi con chó nên họ ngăn lại rào lưới. Các bạn thấy cái driveway xe đậu xe thoải mái thưa tất cả các bạn. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời tất cả các bạn vào tham quan bên trong cái nhà xe hai xe này các bạn nha. Căn nhà xe này thì theo Tim Hồ nghĩ chúng ta có thể sửa chữa lại thành một cái diện tích sử dụng chính nếu chúng ta không xây ADU. Hiện nay thì chủ nhà họ cũng để dụng cụ đồ đạc làm cái kho thôi, chứ của họ cũng không sử dụng. Một cái điều mà Tim Hồ muốn chia sẻ với các bạn là cái điểm hấp dẫn của miếng đất của tọa lạc căn nhà này là nó nằm thuộc cái khu vực mình multi unit thưa tất cả các bạn, có nghĩa là mình có thể mình xây nhà và chia nó ra thành những căn nhà khác nhau thưa tất cả các bạn. Đây Tim Hồ thấy hàng xóm là một cái mẫu ví dụ minh họa rất là sinh động. Người ta đã xây ADU. Đây là cái ADU, phần sân sau của nhà hàng xóm hoàn toàn biệt lập. Họ có xin được số nhà luôn thưa tất cả các bạn. Và sau này đã có một cái đạo luật cho phép chủ nhà bán những cái ADU. Đây là phía trước của nhà hàng xóm. Thì theo quan sát của Tim Hồ thì trong khu vực cùng dãy này thì người ta cũng đã xây lên rất là nhiều ADU thưa tất cả các bạn. Và xa xa là căn nhà là còn họ đã xây theo quan sát của Tim Hồ đã xây và apartment thưa tất cả các bạn. Rất là hấp dẫn các bạn ha. Các bạn thân mến, Tim Hồ vừa giới thiệu với các bạn một căn nhà. Đối với Tim Hồ đó là căn nhà rất là tiềm năng mà Tim Hồ tìm kiếm được tại thành phố Huntington Beach. Các bạn thấy căn nhà phù hợp với nhu cầu sử dụng, tiềm năng đầu tư cũng như khả năng tài chính của mình, có thể sớm liên lạc với Tim Hồ để Tim Hồ liên lạc với bên bán và mua cho các bạn căn nhà này các bạn nhé. Tim Hồ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip cũng như ủng hộ dịch vụ địa ốc của Tim Hồ. Xin chúc tất cả các bạn và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Tim Hồ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo.